6.000 kit test Covid-19 chưa được cấp phép chuẩn bị tràn ra Hà Nội. Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu kit test nhanh Covid-19 với số lượng lớn. Khoảng 1 giờ sáng nay tại địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã dừng kiểm tra ô tô bị kiểm soát 75H00607 do lái xe Mai Thanh Đạt trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 6 thùng kit test nhanh Covid-19 với số lượng 3.600 bộ do nước ngoài sản xuất. Các hàng hóa này đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Lái xe khai nhận vận chuyển số hàng hóa này từ Quảng Trị đến thành phố Hà Nội. Trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương đã chuyển giao toàn bộ hàng hóa trên cho đội quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và đội 3 BC03 Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định. Trước đó vào ngày 4 tháng 3, đội quản lý thị trường số 9 cũng đã bắt quả tang một vụ buôn bán mặt hàng kit test nhanh khi đối tượng đang đổ xe ô tô mang biển kiểm soát 19A15696 giao hàng tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa với số lượng kit test là 1.600 kit test do Trung Quốc sản xuất. Ngày 3 tháng 3, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng với ông Nguyễn Văn Linh, địa chỉ tại 35/54 đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu 20 hộp kích thích nhanh với 400 bộ, trị giá 18 triệu đồng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.